Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi Mi Max 1 đang chờ thay mới sửa chữa để di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi Mi Max 1 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Xiaomi Mi Max 1. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động cao cấp.vn hiện có mọi loại linh kiện trên điện thoại Xiaomi Mi Max 1 nói chung và phần màn hình cảm ứng của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, sửa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình của điện thoại Xiaomi Mi Max 1 quý vị các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Các bạn đặt hàng màn hình của Mi Max 1, chúng tôi sẽ ship màn hình của Mi Max 1 về tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Xiaomi Mi Max 1, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi Mi Max 1 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video.